Hôm 1 tháng 8, Daily Mail đưa tin Hải quân Mỹ có kế hoạch triển khai 150 tàu chiến hoạt động bằng trí tuệ nhân tạo AI trên 7 vùng biển vào năm 2045. Điều này đồng nghĩa với việc gần 1/3 số tàu chiến của Hải quân Mỹ sẽ không có người lái và được vận hành từ xa. Các tàu chạy bằng AI sẽ nhỏ hơn và rẻ hơn, giúp giải quyết bài toán tuyển dụng thủy thủ của Hải quân Mỹ, vốn chỉ đạt 89% mục tiêu đề ra. Chúng được trang bị các cảm biến để nhìn thấy đối phương và chướng ngại vật. Hải quân Mỹ cũng dự định đưa vào hoạt động hơn 350 tàu chiến có người lái và khoảng 3.000 máy bay, tăng mạnh so với 75 tàu chiến bổ sung trong hai thập kỷ qua. Hải quân Mỹ hiện vận hành 300 tàu chiến. Theo Us News, quá trình theo đuổi các phương tiện mặt nước không người lái của Hải quân Mỹ đã chậm lại trong những năm gần đây, giữa lúc Quốc hội hoài nghi về công nghệ mới. Các nghị sĩ muốn thấy nhiều thử nghiệm hơn về tàu chạy bằng AI và yêu cầu Hải quân Mỹ trước tiên phải hiểu đúng cách vận hành chúng. Điều này khiến Mỹ đi sau Trung Quốc và Nga, hai nước đã đưa các phương tiện mặt nước không người lái vào kho vũ khí của họ trong nhiều năm trước. Chẳng hạn, Nga bắt đầu thử nghiệm một tàu ngư lôi dài gần 14 mét, có thể phát hiện và loại bỏ tàu ngầm đối phương một cách tự động. Còn Trung Quốc kết thúc thử nghiệm một tàu chiến không người lái 200 tấn vào tháng 1 năm nay. Hồi năm ngoái, Hải quân Mỹ phát triển một tàu ngầm tự động chạy bằng AI, có thể tấn công mà không cần con người can thiệp. Dự án đang được điều hành bởi Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ và được mô tả là hệ thống vũ khí dưới biển tự động.